gì? Dạ, gì giặt rác à? Gì đi lượm rác đó hả? Được không? Lượm được không? Hả? Lượm có được không? Lượm trăm trăm nữa, đủ sống được. Được sống à? Dạ. À, ngay 50 ngàn sức khỏe là được rồi. À dạ. Dì ở mỗi lần? Y tế là công dịch là được 8 ngàn, dạ bèo rồi. À dạ. Thì dịch là ít hơn hả? Chị cho tiền mà giúp cái thai lượm đi mà lăn bỏ. Dạ dạ. Dạ, có người tặng lì xì gì 225 Tết nhé. Ơi, lì xì lắm rồi. Dạ, chúc gì tặng Tết. Chúc khỏe, khỏe. Dạ, dạ. Rồi, chúc gì mạnh khỏe. Rồi, gì làm đi. Chào gì. Chúc có người mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn gì. Giống gì vậy ạ. Dạ, dạ. Dạ, rồi, chào gì. Nhạc rạc trên đường đó bạn. Chúc gì hình ảnh. Bà con còn cầu khỏi như. Đó, những người cũng làm con nổi để tặng các bóng qua lì xì hoa để cho bà con có chút niềm vui ăn Tết. Bạn được không có điểm điểm đúng rồi. Dạ. Bạn được không? Dạ. Tạm. Tạm được. Dạ. Bạn ngay được mà chút tơ. Dạ ngay. Nhiều khi ông chấm cạnh, nhiều khi nắm bài chút cạnh nữa. À. Có tôi hẳn hẳn cho đi bạn. Ai? Chúng ta. À mày. Người, mày con cháu hả? Đó, con về. Con về gia hàng tung à, con chào ông cho đi bạn là xây dịch đó. Dạ. Uống ở cho mô. Dạ, nó công hoa. À, ở trong cơ hoa đi bồ răng đi bạn. Nó đương lịnh nó đĩa. Ra bình xe đâu bạn. Dạ. Sáng chứ bạn được mấy chục tơ rồi. Dạ, nắm bảy chục. À, rương được rồi hả? Dạ. À, chắc có bò ló nghe nhạc đó nữa. Dạ. Ôi chà, dạ, dạ, ông nắm đi mấy đâu không? Dạ. Năm nay ông mày rồi. Dạ, 60. À, 60. À, 61. 61 rồi hả? 5 tuổi. Kiểu ốm thì hơi lớn này, kiểu bạc này. Dạ. Dạ, bạc chắc con cải lớn đó bà thấy. Dạ. Dạ. Gửi tặng cho những người khó khăn trên đường. Dạ. Cảm ơn. Dạ, 200.000 bà thấy. Dạ. Gửi tặng bạc chúc bạc sức khỏe. Bạn cho đặt hàng. Mà dịch dạ con cả anh ló được tiếng nói ở nhà thì ở nhà ảnh hưởng được. Ở nhà thì mình là phải ăn con. Phải ở nhà. Dạ. Ừ, dạ rồi thôi bạc đi bạn cần. Cái tệ hay? Dạ. Bạc sức khỏe. Dạ. Dạ đây là khu vực chợ Hương Hồ. À, những ngày giáp Tết đây mọi người nha. Dạ, yêu vui xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên xin chúc tất cả mọi người luôn luôn vui khỏe. Chúng ta cùng thăm Huế trong những ngày giáp Tết. Tình hình những ngày qua Huế liên tục và những ngày nắng ấm hay từ 26 độ rồi mọi người. Có lẽ bà con cũng thuận lợi trong việc buôn bán trong những ngày giáp Tết. Ở đây là tuyến đường Văn Thành, chúng ta vừa qua cầu Lóng Hồ là thuộc Hương Hồ đấy. Để tham quan cảnh của đời sống bà con từ đây là khu vực Hương Hồ đi về nha. Những cháu học sinh cũng đã được về nơi để phục vụ cho bà con mua sắm dân nhà luôn. Ở đâu bây giờ cũng có chờ hoa đó, những cái hoa cúc, những cháu bằng thò có thể ra khỏi xóm là có nơi để chọn để mua về chân tết thôi. Còn lại những cây mà đẹp và lớn thì phải về chợ hóa. Còn lại những cây mà chơi cho có màu trong nhà thì về nơi trên các đường quê đều có. Ngang qua những khu vực nhà bà con đang tất bật dọn dẹp, dọn gọi là dọn nhà ăn tết mọi người.
nơi nơi là đó. À, tình hình dịch già nữa, ngày nào cũng 170-200 ca trong cộng đồng, và hôm nay cũng là 25-26 Tết thì với chủ trương sống chung với dịch, và bây giờ ra đường không còn cái cảm giác là lo sợ dịch nữa các bạn. Nên em vui để ý là thấy bà con đi đường cũng thoải mái, trường hợp nghe nơi nào có F0 thì phải nè nè còn không thì cũng mua bạn đi lại tiếp xúc bình thường mọi người. Chúng ta ngang qua khu vực miếu Văn Thành, Văn Thành bên dưới là bờ sông Hương, có những cái vườn ngô vườn rau của bà con, bên kia sông chúng ta sắp tới đó là khu vực chùa Lính Mù. Dạ, khu vực trên này thì Tết về thì cũng không khí cũng như thế đây mọi người, chỉ là không nhộn nhịp kiểu buôn bán mà là nhà nhà đều đi lui đi tới để vui xuân thôi đó. Thì cảm giác em vui thấy những ngày Tết thì đây bà con cũng giống như những ngày trước Tết. Dạ, yeah. Chui cửa chui ngõ thì dòng nhà nha, qua khu vực bên mù nha, những cái hoa nở rực rỡ, loài hoa dài cái nước nè đó mọi người, bên dòng sông và những xe tàu phở đậu hũ 5.000 một chén. Ghi hình à, dạ, đi thuyền. Chùa Linh Mù sáng nay những ngày giáp Tết thì khu vực này cũng không có người nhiều mọi người, có lẽ qua những ngày đầu năm thì khu vực tham quan du lịch thì cũng có thể là đóng người trở lại. Tại những ngày giáp Tết thì có thể là ít hơn, người người đều ở nhà để tất bật chuẩn bị cho những ngày đầu năm. Ngang qua những khu vực đình làng hay là những khu đất trọng của đường Kim Long thì khác với những năm trước mọi người, vì năm nay hai năm nay dịch giả cho nên bà con cũng có tập trung buôn bán hoa xuân hoa Tết nhiều. Còn những năm trước đi ngang cái tuyến đường này từ Lính Mù đi về là bà con cũng rải bán hoa nhiều lắm, cho thấy là năm nay khác mọi năm cũng rất là nhiều luôn. Rồi rất là nhiều cửa hàng đóng cửa trong những tháng qua vì tình hình dịch là mắc khó khăn, thưa thật những cửa hàng bán thôi chứ nhiều năm trước nhiều lắm. Đi ngang đường Kim Long Nguyễn Phúc Nguyễn này thì rất là nhiều cơ sở lấy hàng về để trưng bán Tết. Dạ, năm nay rất là thảm đạm luôn. Nói chung là hy vọng yên bình là số 1 rồi. Dạ, ngang qua những khu vườn của Kim Long đây đó, mọi người thấy vẫn có hoa nhưng không bằng những năm trước. Cũng mong là mưa thuận gió còn vài ngày nữa để ai mà đã tập trung đầu tư làm ăn rồi thì mong hàng hóa bạn được hết để có cái Tết ấm no. Còn những cái điều gì khó khăn thì trong những tháng qua thì cũng đã biết rồi, nên bây giờ thì cầu cho những cái người
đã đầu tư vào làm ăn thì cũng mong cái sự thuận lợi trong dịp dọc đẹp này. Đó, đường Kim Long mà bây giờ nó ảm đạm chưa từng thấy luôn. Vài năm trước mà những ngày dọc đẹp này đi ngang vui lắm. Rồi nhìn quảng xã đều mở cửa mọi người, bây giờ thì đóng cửa nhiều hơn vì đa số những khu vực những đoạn đường trên này thì là nhà cho thuê hay là nhà người ta mở những cửa hàng để bán những cái hàng lưu niệm cho khách đến thăm chùa hay đó thì họ có thể ghé lại mua những cái mặt hàng đặc sản của Huế nữa. Mà dịch giả về thì mấy tháng qua đóng cửa rất là nhiều luôn. Và cho nên những cái đường Kim Long nó buồn đi. Họ hy vọng qua năm mới, năm Nhâm Dần, mọi sự thay đổi và dịch giả tháng biển đi, cho bà con nơi nơi vui trở lại và có những công việc nó thuận lợi trở lại. Khu vực này là đang có đình làng Kim Long. Rừng nắm cũng nhiều lắm, hoa bên này đường bên kia đường nhiều mà bây giờ mọi người thấy cũng chưa thật một vài chục chậu trưng bày bản thôi. Đó, được mặt đình Kim Long còn có công trình đi bộ. Đó, nhìn sắc xuân ở đây thì nó buồn hơn nhiều đi luôn. Đó, 25, 26 Tết rồi mọi người. À, nhà này có mấy cái máy vàng nữa đẹp chứ. Đây là nơi trụ sở công an rồi. Có hai cái máy vàng nữa đồ luôn. Vậy là cái quảng nhà hàng lớn của người ta thì họ trưng bày khê mai đẹp. Nhà hàng Huyền Anh khách cửa cũng có một vòng thăm khu vực Kim Long thì cho mọi người thấy lại cái cảnh như ngày dạp Tết nha. Rồi tôi sẽ đưa mọi người thăm những cái hoàn cảnh khó khăn bên cạnh thôn làng, như vậy mọi người cùng luôn luôn đồng hành với tôi.